Rồi hiệp 3 nha anh em. Hiệp 3 thì em vẫn lên cho anh em một lô quần áo Mỹ. Hôm nay anh em mà mua đồ giá lao động là hơi ít nha, vì thông thường anh em mua bữa nay mua gần Tết, mua đồ Tết để bận. Cho nên là đồ giá lao động chắc em phải cho sau. Rồi bên em thì phương thức bán hàng sao, like nào phải nói về ta. Nếu như like nào nói anh em khách quen nhầm phải không ạ? Nhưng mà mỗi một like đều có khách mới vào. Bên em cho xem hàng khách mới thì em xin cọc 50 ngàn một cái thẻ cào. Cái này chắc ai cũng làm được hết. Thẻ cào Vina anh em mua về cào cho lòi cái số ra và chụp qua Zalo hoặc nhắn tin qua số điện thoại giùm em. Số 5714 tới 14 số của Vina. Cái là bên em nạp vào máy. Anh em mua bao nhiêu thì em trừ 50 ngàn, còn bao nhiêu anh em cộng ship. Cọc có nghĩa là anh em chịu ship cọc tắc lép thôi. Còn chuyển khoản 100% thì bên em sẽ bao ship. Ok nha. Đây là một con quần ngựa cọp. Quần ngựa cọp móng một lớp hàng của Mỹ anh ấy. Con này móng này, một lớp của Mỹ nha. Con này là dân dùng Mỹ, không phải quân đội Mỹ. Nhưng mà loại này không ướt anh em. Quần mưa túi hộp đàng hoàng anh em ạ. Quần mưa túi hộp bụng lưng chun. Bụng của nó là 70 64 giãn ra là 100 luôn. 64 là nhỏ như thế này, giãn ra 100 luôn. Quần cọp màu đẹp nhé. Ở dưới có bo lưng luôn này. Cái này gọi là cọp dân dụng à, có mưa của Mỹ nhưng mà dân dụng ha. Ở dưới ống quần của nó thì có một cái dây kéo này à. Mới 98% luôn. Hàng của Mỹ là ngon rồi anh em ha. Dài 110. Em bán con quần mưa này 500.000 mã 72. Mã 72 nha em. Nó giống như tờ giấy thôi nhưng mà rất là chất như nước cắt nha. Chất vải của nó là y hệt như cái ống mưa kinh dơi á. Nó bằng chất dù ha. À, 500 mã 72. Em có con này thì nó hơi là lạ một chút. Tiếp một con này của Thụy Điển. Của Thụy Điển anh em. Con này là bụng 80. Chất vải kaki 6 túi hộp. Dài quần 108. Nó là 2 túi mông, 2 túi hông, 1 túi mông là 3 túi. 5 cái túi mới 98% anh em. Dưới có dây như mờ như của Mỹ luôn. Màu này cũng độc và lạ nhé. Anh em bận con này thì bận áo thun một màu, màu nâu, màu xanh ha, hoặc là màu màu vàng cát. Rồi ai chốt con này chốt cho em 500.000. Mã 63. 500.000 mã 63. Cái con này là thời con này giống cái áo mà áo áo chống lửa. Con này gọi là áo chữa cháy. Áo chữa cháy ở cái vùng sa mạc, vùng châu Phi á. Con này này. Chất vải của nó giống như một cái bạt cá mát. Để bữa nào cho anh em xem á, nó bận như con này nó đi chữa cháy. Kinh khủng lắm. Đây. Ồ, con này là của không quân à. Đây của không quân. Không biết sao con này của không quân nhưng mà em thấy con này bữa hôm là áo chống cháy là nó bẩn áo này ấy. Em ở Việt Nam em nhìn thấy luôn ấy. Đây của không quân nha. Đây là những cái đốm lửa này. Chắc là không quân chữa cháy ha. Những cái đốm lửa này anh em. Con này anh em nhìn thấy giống cái thằng kia. Giống cái thằng kia không? Cái lớp này là màu vàng cát dù nha anh em. Ở ngay cái cổ của nó là bằng một cái móc này này. Cái móc bằng kẽm mà bằng sắt á. Áo này nhìn vậy nhưng mà rất là mới nha. Hàng này anh em biết không? Có thể là bên này anh em không biết sưu tầm. Đây có một cái dù. Con này anh em bận là ba kiếp.
kiếp đời người vẫn không hư được nó nha. Em báo cáo anh em á, áo này còn có là bẩn áo mưa được nha nhé. Anh em nhìn trong này, ở trong này có một lớp lớp như kiểu chất ni lông á, con này có thể là đi mưa được luôn nha. Đây cái lớp mà lớp ở trong này này, cái phần trên này là như kiểu chất ni lông, cái mặt bên này thôi, mặt này là chống thấm á, cái khúc trên này nhá, con này anh em về làm đi mưa được. Ở sau có chữ này mới, màu này con này đang còn rất là mới luôn. Đấy, ở đây là có cái đất của đất đỏ này, đất đỏ Ba Gian chứ không phải đất đỏ của bên châu Phi đưa về đó. Đây nha anh em, đất đỏ này thì ra rồi xong. Con này là muôn kiếp và muôn khổ vẫn không hề hư. Chất vải anh em thấy mấy cái bạt caramat chưa, nó dày nha, con này rất là dày. Ở đây có một cái túi này này, rất là đẹp. Con này em bán 1,2 triệu. Em nói thiệt anh em nhá, cái áo mà áo của thằng chống cháy mà của lính châu Phi á, con áo đó là hàng sưu tầm mà người ta bán là 2,5 triệu một con. Nhưng mà giờ bán như vậy thì anh em đã biết, bên anh em bên YouTube em nghĩ là anh em vẫn chưa biết về con này. Mà em bán giá đấy thì chắc chắn là em cũng không bán được. Cho nên em chấp nhận bán giá lỗ luôn, bán một nửa, 1,2 triệu nha anh em. Áo rất là mới, về anh em có thể làm áo mưa, làm áo mưa và để sưu tầm cho mình nhé. Một con áo mưa đơn độc. Con này là 80kg. 80kg này, ở trong của nó trên này có một cái túi nữa ha. Con này là độc nhất vô nhị luôn á. Cho anh em tìm một con thứ hai là hơi bị đỉnh luôn, hơi bị khó luôn. Có một con như vậy nhưng mà áo chui, hình như ở trên Ngọc có. Tức là ở ngay cái cổ này nó may liền, ở đây nó mổ một cái cổ chui vào thôi. Và đây có những cái móc kẽm đây này, cái móc kẽm mà hồi nãy em quay cho anh em đâu rồi, thì nó nằm ngoắc ngang vậy đấy đó. Ở trên Ngọc là bữa hôm em thấy khui có một con, mà mới biết giờ còn nữa không biết nữa. Rồi ai chốt con này nhá, nó dày chắc chôn xuống đất cỡ 10 năm nó cũng không hư được. Nó dày dặn mà nó kinh hoàng lắm, nhìn nó ghê sợ lắm. 1,2 triệu nha anh em. Cái này là ai mà thực sự cần sưu tầm thì mới chơi con này thôi. Đấy là sưu tầm nhá. Còn không sưu tầm nữa thì anh em bận làm áo mưa cho nó lẹ, tận dụng luôn. Rồi, tiếp một con kaki tem vàng. Kaki tem vàng. Vai là 475. Dài áo là 75. Con này tem vàng nó đi du lịch rồi. Tem vàng nó đi mất tiêu rồi. Cổ ngon lành anh em, không bị dơ. Con này đều nhưng mà đây dơ một chút này. Đây dơ một chút. Ở đây cũng bị dơ này. Có hai vết dơ nha anh em. Vết nó là vết sơn nước. Rồi, hết. Tất tật tật là đã hết, chỉ có hai vết sơn ở sau vai này. Con này thì 96%. Ai vai này chốt giùm em nha, con này là khá rộng đấy. Chốt giùm em là 500.000 mã 71. 500.000 mã 71. Còn nãy em kêu anh em này, mua áo thì quân lục chiến, giờ khui ra quần nó có lớp thì nó như này, có những lớp nó rách em chưa có lên like luôn nhá. Anh em đã từng về đây thì anh em đã thấy cái kho tồn của em, hàng lỗi lũng rách bao la, không phải là nó đẹp mướt mướt như anh em nhìn trên like đâu. Con nào đẹp em lên em bán hết, còn con nào xấu đang nằm đấy. Giá bèo nhèo có, giá đắt giá rẻ có. Cho nên là không sung sướng như anh em nghĩ là bán là ngon đâu. Bao nhiêu lời lỗ là nó nằm trong đồ rách đồ lỗi hết. Đây là một con thủy quân lục chiến. Hồi nãy em lên mấy con mới kẹn kèn kèn thôi chưa. Con này nó bị dơ một chút nhẹ ở mông. Chất vải cơ kỳ.
đường này nó có đường ủi ly. Quần này thì không mới lắm nha anh em, quần này chỉ còn được không được 90% nữa đâu. Vải thì dày, đây lũng một lỗ nha. Vải thì dày nhưng mà nó xuống màu rồi. Đấy, ngay đầu gối này nó cũng hơi bạc bạc nhẹ rồi. Hơi bị xuống màu rồi à. Con này em cho là dưới 90% nhưng mà vải còn dày, chỉ có xuống màu thôi. 500.000 mã 65. Anh em nào thích mua một con tầm tiền thì mua con này, rẻ tiền thôi nhé. Còn con chất như nước cất là 900 1 triệu. Mới 98 và 5 mới cứng. Mà bữa nay còn nữa đâu, hồi nãy được có một con đấy mà nó dài thì về cắt thôi. Chứ không còn nữa đâu. Tiếp một con rần ri, 6 cái hộp có bà mong. Chất vải caro mà nó mất bá một cái nút à. Anh em mà mua mai nhắc em cắt cho nút nha. Hoặc anh em về lấy cái nút này này đơm vào giùm em cái. Rồi cái bụng của nó là 78. 78 chất vải caro 6 cái hộp có bầm mông. Dài quần 100. Có bầm mông nha anh em. Con này có vết in nút rồi này. Có vết in nút rồi nhá. 96% đồ mới. Đều dây chà còn anh em. Chỉ có 1-2 nút nhẹ nhẹ thôi. Nút có ỉn và nút không có ỉn. Rồi đều màu và đẹp. Chốt chùm em con này 600.000 mã 64. 600.000 mã 64. Tiếp một con áo thủy quân lục chiến này này. Con này bạc giống cái quần lúc nãy anh em tự ghép lại với nhau là đều màu nhé. Vai của nó 47. Dài áo 75. Thủy quân lục chiến chất vải kaki một tem rin đi theo áo này. Áo thì xuống đều màu. Dưới 90% đồ mới. Rồi. Ai chốt con này chốt giùm em này. 400.000 mã 66. Có hai cái tem này là được tem thủy quân lục chiến nó đắt hơn tem thường nhá. Rồi, tiếp một con kaki tem vàng. Con này tem nhiều quá ta. Full tem luôn này. Tem full luôn. Con này là vai 45. Dài áo 75. Full tem luôn. Kinh khủng. Anh em coi đây về mà mấy tem anh em này. Nó chơi ở dưới này á, là tem của Canada. Áo thì áo của Mỹ. Tem này tem Mỹ, tem này tem Mỹ, tem này Canada. 1, 2, 3, 4, 5. Ông này ông thích tem rồi đây. 6, 7, 8 cái tem. 400.000. Tem vàng nghe em. 96% độ mới, không dơ, không lụng rách. Con này 97 nha. 900.000 mã 69. Cái tem không là 400.000 mà cái áo là 500.000 á. Cái cổ này nó cũng có chút dơ nhẹ nhẹ nhé. Em có một con quần đi săn hơi bị đỉnh nha. Màu của nó là giống cái màu, nói chung là chất vải xưa anh em ạ. Cái dòng đi săn là chất vải xưa, có một cái chất vải vải dọc nhưng mà nó rất là mát. Dây kéo thì dây kéo nhựa này. Tem này. Dòng đi săn là có cái khẩu súng rồi này. Hàng của Mỹ nha. Cái bụng của nó là 90. Bận dòng này cực mát anh em. Mềm mại và cực mát. 6 tới 1. Dài quần 110. Con này là anh em hay gặp ở trong những cái loại chất vải. Trong những cái loại cọp hay còn gọi là thủy quân lục chiến hay là còn gọi là cọp dọc. Cọp dọc ạ. Rồi con này độ mới là 97%, 600.000 mã 67 ạ. Hàng này hàng hiếm nha, hàng này không phải là có Trà Lan để mua đâu anh em ạ. Tiếp một con satin, line này là có nhiều satin nhá. Vai 49-50. Dài áo 57. Khoan,
em đo tào lao để em đo lại. Dài áo 60-68. Anh em nào mua sten tranh thủ chốt nha. Con này núc dẹp màu nâu này, à màu xanh này. Con này mất cái tem rồi, không có tem đâu hết. Hàng đanh xưa như nhé. Ở trên này nó viết một dòng chữ ở đây thôi, không có nói lên một cái gì hết. Nhưng mà chất vải này sten của Mỹ ạ. Đó, cổ nó hơi dơ một chút ha. Đây, Mỹ ở đây. Không quân US MC. Chỉ có nói như vậy thôi. Ở đây có hai vết dơ này. Ở trên này á, tên của ông là ông viết luôn, khỏi cần may tem vào. Con này đanh nha anh em. Dòng này nó rất là đanh. Vải đanh xanh. Vải này là anh em bận cho tới khi mà nó mục vải nó cũng không, nó không đổi màu đâu. Con này không có đổi màu đâu, nó vẫn cứ xanh như vậy thôi. Đó. Rồi con này là 96% chốt giùm em, 1,2 triệu mã 62. 1,2 triệu mã 62. Tiếp một cái quần Navy Seal. Đấy. Đụng đâu dính đó. Bộ con quần Navy Seal 98% có một cái tem. Con này mới keng xà beng nhé. Rồi bụng 74 căng hết cỡ là 80. Tìm một con quần của Mỹ mà nó mới như thế này em rất là quý nó này. Anh em biết không? Em bán đồ đã qua sử dụng mà tìm một con mới em rất là quý trọng nó. Dài 110 vì nó cực hiếm. Rồi mới 98% nha. Chốt cho em 1,5 triệu mã 68. 1,5 triệu mã 68. Tiếp một con sten đai hồng nha anh em. Xanh ngắt mới kem. Chù. Con này là chất như nước cắt luôn. Em dòm này núc dẹp. Núc này mà đang còn cầu vai đai hồng này. Con này là chất như nước cất nha. Xanh mà xanh một màu xanh. Nó mới keng 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 luôn này. Mới keng 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 luôn. Chơi con này là khỏi phải lăn tăn nữa nha. Small. Trên này nó còn dập 83 này. Không. Xanh đẹp tuyệt vời luôn. Anh em nhìn cái nút dẹp của nó này. Đây không. Cổ vai đây sườn. Em đo cái bụng của nó nha. Bụng là 76, căng hết cỡ là 78. Căng hết cỡ mới được 78 nha, còn bận 76 thì thoải mái. Xanh đẹp quá. Dài quần 110, anh em nhìn cái độ xanh của nó này. Xanh ngát một màu xanh luôn. Quá đỉnh. Đẹp quá. Chỗ này hình như nó có vết gấp này, nó bị dơ một chút thôi này. Anh em về giặt cho cái. Nó bị dơ dơ như kiểu dạng mà tồn kho, nó bị dơ một chút ép à. Không có nhầm gì hết, cái đó là giặt ra nhé. 2,5 triệu mã 60. Đẹp không? Trời ơi. Đẹp ngơ, đẹp ngất luôn. Đẹp quá. 2,5 triệu mã 60 anh em ơi. Tiếp một con áo khoác. Con này là có mũ ở trong này nha nhé. Nó ở trên cổ à. Con áo này chất vải gì mà nó như kiểu có su á. Nó đây có co giãn, có đàn hồi này. Nó là hai da. Ở trong R42. Nghe R42 là nghe lũ đạn rồi nè. Hôm nay em đo chiều dài nha. R42 là của lũ đạn rồi đó. Dài 79. Dài 79. Con này không có cái tem nào để đọc hết. Ở trong này thì ở đây có dây kéo này, có túi này. Ở dưới này có dây rút nha anh em.
Còn bên ống tay này thì chỗ này bị dính một chút ép dơ. Chút ép dơ nha. Áo này cũng chất lắm à. Rồi xong. Dài nha, chị dài em đọc rồi nha. Con này giống cái áo của thằng tối ống tay gì. Ống tay anh em nhìn có thể diễn tả được. Ống tay này. Wow, làm ơi. To và dài, áo thì đang còn mới lắm. Con này là 80 đến 90 kg. Khiếp khủng. 97% rồi mới. Chốt chùm em 600.000 mã 58. Khiếp khủng. Ở trên cái dây kéo của nó thì có ghi đây này. Tích. À. Đây 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 đây. Cái hồi nãy có cái quần của hãng này này. Hãng này sản xuất cho Mỹ đó. Hồi nãy cái quần Multicam chất vải cho kia ấy. Tech cút. Là cút tech. Cút tech là tech cút. Rồi. Tiếp một cái quần này của hãng Bubber. Hãng Chusabach. Của hãng Chusabach. Cảnh sát. À, hàng này hàng của đặc nhiệm, không phải cảnh sát đâu nha, của đặc nhiệm. Màu xanh ô liu, chất vải caro. Con này còn còn chá của đỉnh của cái quần quần sáu cái hộp này nhá. Bụng của nó là 94. Bụng 94. Dài quần 108. Con này nếu không mà bụng 94 là con này em bán 1.4 triệu đó. Xanh ô liu đẹp nha anh em. Chất vải caro xanh ô liu và đẹp nha. Của hãng Chusabach. 97% độ mới. Em bán con này 1.2 triệu mã 75. Con này em viết tào lao. 1.2 triệu mã 75. Vì nó là... Rồi anh em nào ưng chốt giùm em nha. Nó mà bụng mà không to là em bán 1.4-1.5 triệu đó. Tiếp một con áo kaki tem vàng nó bị ố này. Nói chung là con này xuống màu. Xuống màu như kiểu bị nám nắng như thế. Tập nắng. Vai của nó là 45. Dài áo 74. Vai 45 dài 74. Tập nắng nha. Táp đều màu luôn nhá. Táp là nhìn đâu thấy mặt trời là biết liền. Áo kaki tem vàng. Con này dưới 90% độ mới. Nói chung là nó đang dày vải. Chỉ có cái là nó đổi màu thôi. Đây có một cái tem bị mất này. 1, 2 tem. 3, 4, 5, 6 cái tem 300.000. Chốt giùm em con áo này 600.000 mã 73. 600.000 mã 73. Trời, con này đẹp quá. Có con này đỉnh đồi, cha của đỉnh đồi luôn. Xanh đen. Xanh lưu mà xanh ngoắt luôn. Con này ghép với cái quần lúc nãy anh em. Quần này, quần mới đó. Vai 45, ghép thành một bộ đấy anh em. Dài áo 75. Con hồi nãy em ghép, em cầm lên mà nó đầy hông á. Ê, em sai nha. Mới keng xà beng này. Tem như thế. Con này thì đời 78. Cái thằng đời 76 với đời 78 nó xanh thiệt. 76 đời số 7, 76 chứ thầy. Hôm qua em like mấy con đời số 7 đẹp. Trời ơi con đẹp quá. Em thử lấy cái quần kia em viết thử nha. Cái quần này thì nó lệch bá màu rồi. Nè. Nó lệch màu một chút nhưng mà chơi bộ đã nghe mà phê không? Con này màu của xanh lục luôn. Con quần hồi nãy em kêu quần mới kèm 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 đó. Ai mà không khó tính quất nguyên bộ này đỉnh luôn. Nhìn cái bộ là nó nhìn cái màu nó mới là đã được phê rồi. Phê rồi anh em ạ. Mấy cái này là cất vẫn được. Mấy cái này em biết không?
không ai mà không ai chốt á, cất lại mà ghép rồi luôn. Đây có con nữa này, đây có con nữa này, con này chắc ghép với cái quần nó trùng màu hơn á. Nó trùng màu hơn không ta, vẫn không có trùng. Con này là màu xanh ô liu nữa. Con này là vai 45, dài áo 76. Con này nói giống như anh Hoàng nói, nếu mà nó mà sai vai to một phát thì chết với anh này. Cổ nó hơi dơ một chút nha em. Em sai trên này thì nó quăn này, nó cứ ra những cái sai mà bẩn không vừa thôi. Con này đời sâu X, mã 4 số 3721. Tem này, ở trên này nó gỡ mất một cái tem. Rồi, con này là hôm qua em có like rồi chứ. Ở cái tem này là nó lủng ở trong cho nên nó may cái tem lên nha nhé. May cái tem lên rồi này. Con này là hôm qua anh kia anh chốt rồi đấy. Anh em nhìn kỹ giùm em nhá. Hôm qua em like em đã nói con này là lủng ở trong rồi, vậy mà vẫn chốt sau rồi tới sau lại xả ra. Chốt như vậy thì chết em luôn á. Anh em nhìn kỹ mà không chốt thì báo ngay, bảo là không chốt để em chốt cho người sau chứ. Chơi như vậy ai mà chịu nổi. Rồi ai chốt con này chốt giùm em nha. Áo xanh ngắt, đều và đẹp mới, chỉ có bị một chút may ở đây thôi. Nó lủng một lỗ đây rồi may cái tem này lên rồi này. Con này 1.3 mã 59. 1.3 mã 59. Tiếp một con quần Navy Seal 6 cái hộp có bằng mông, có một cái tem nha nhé. Một cái tem. Bụng của nó là 70 và căng hết cỡ là 80. 70 và căng hết cỡ là 50 nha. Dây chạc còn chất vải caro mới 98%, dài quần 102. Ai chốt con này chốt giùm em 1.5 triệu mã 56. Mã 56. 1.5 triệu mã 56. Tiếp một con kaki tem vàng, nó xanh đanh luôn nha anh em. Nhưng mà con này nút dẹp màu xanh. Cái cổ của nó này, nói chung con này hồi nãy em có nói mấy cái con mà đanh đanh ấy, thì dù nó có rách nó cũng không có đổi màu được. Vai 50-51, dài áo 57, 67 nhé. Dài áo 67, dài áo 67 nha anh em. Nó cứ giữ một màu xanh này hoài thôi nữa. Ở đây nó dính một cái gì màu đỏ đỏ hay bút lông hay cái gì nha em. Tem rin đi theo áo nha. Tem xưa đầy dính tiếp. Này như sơn nó cứng cứng anh em ạ. Nó hơi cứng cứng một chút nha. Ai biết cách xử lý giùm em này. Cái độ mới của nó thì nằm đây và cái độ cũ là bên ngoài rớt màu nha nhé. Em cho rớt xuống 95-96%. Đẹp không? Hồi nãy có một con, hôm qua có một con. Giờ con này thì nó to hơn một chút hả? Có. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em 1.3 mã 55. 1.300 mã 55. Tiếp một con kaki thêm vàng. Vai 45. Dài 73. Tem trên mất tiêu rồi này. Tem dưới cũng mất tiêu luôn. Con này cũng xuống đều màu nha em. 93-94%. 93-94%. Nói chung là đang còn xanh đấy. Nó chỉ xuống màu mà đều đều thôi. Tem full luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái tem. 350. Chốt giùm em con này 600.000 mã 74. 600.000 mã 74. Có con này chất như nước cất luôn này. Wow. Cái gì đây? Anh em đọc được cái gì? Mà chỗ này đẹp như vậy, chỗ này nó mạng một phát. Này kỳ binh này.
tem là tem vip, tem dập, tem in, không cần theo luôn, à, không cần tem mạc luôn, không cần mấy tem luôn. Sai này, đời này, ở trong nó rách một phát như vậy nó màng lên á. Hàng xưa nha em, tem thì tem bay giống như mà chiều diều không, nhưng mà vẫn đọc được. Đời là nó là đời 73, đời 73 hay 78 gì á. 73 hay 78 gì á. Nhưng mà cái dàn tem này là đỉnh nha. Dàn tem đừng có chê đồ rách. Đồ rách có chất của đồ rách. Vai 48. Đẹp nha em. Dài áo 74, rất là đẹp nhá. Rách nhưng mà vẫn đẹp, màu xanh này, màu xanh ngọc. Tem là tem zip không à. Đằng sau anh em nhìn cái dòng chữ của nó này, không? Chữ hơi bị đỉnh luôn. Nói chung con này đẹp, chỉ có bị lỗi ở đằng sau và đây bên hông bị lủng hai lỗ á. Em dán để báo lỗi á, lủng hai lỗ này. Màu xanh ngọc. Nó lủng à, lủng là nó may lên nha em. Em bận vào này. Đấy, một con kỳ binh này là được mấy trăm rồi? 250. Con này là nó thêu, à, nó vẽ, nó in lên. Rồi, 250. Anh em dò mà duyệt được thì chốt nha. Con này em sẽ bán cho anh em là 800.000 mã 61. 800.000 mã 61 anh em. Rồi còn hai con kaki đen vàng xanh ngắt, mới kem sao bem luôn này. Còn hai con toàn là vai chích chích không à. Vai 45. Anh em nào nhỏ lùng được kaki đen vàng sướng. Dài 75. Mấy anh em vai 48 thèm nhỏ dài mà chưa chốt được. Trời ơi, rất là nhiều anh em đăng ký bảo có con nào 48, 49, 50 cất. Bao nhiêu người xếp hàng mà không có là không có, nó toàn là 45 không à. Cho nên anh em mà gặp được con 48 là tận dụng cơ hội cút ngay lẹ và kịp thời nha. Rồi ai chốt con này chốt cho em 500.000 mã 76, 98% đồ mới. Một con cũng mới keng luôn. Vai của nó là 44, 45. Dài 74. Hết. Con này cũng mới, không thua con đấy đâu. Mới kem xà bèn. Ai chốt chốt giùm em 500.000 mã 77. Hết rồi anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều đã ủng hộ em nhé. Chúc anh em thành công và ngủ ngon. Tháng mới là tập phải nhanh tay hơn tháng cũ nha anh em. Còn qua 9 giờ là lưu ý để lại tin nhắn cho em. Em sẽ đọc tin nhắn và trả lời cho anh em nhé. Rồi, em chào và hẹn gặp lại. Bye ạ.